dưỡng thuốc. Thì nói về dưỡng thuốc thì bác sĩ ai cũng sợ. Chúng ta khi làm nghề, khi đi làm bệnh viện, chúng ta rất sợ bệnh nhân chúng ta bị dưỡng thuốc, đặc biệt là khi làm nghề cấp chữa bệnh cho bệnh nhân. Như vậy để khi chúng ta khám và điều trị bệnh nhân để không có tai biến dưỡng thuốc xảy ra, thì chúng ta làm cách nào ngay thời điểm sau khi khám bệnh nhân xong để chuẩn bị chúng ta viết thuốc trong bệnh án, hay là chúng ta ghi to thuốc cho bệnh nhân và bệnh nhân sử dụng thuốc, hoặc là thuốc tiêm, hoặc là thuốc uống viên, hoặc là uống siro, hoặc bệnh nhân không bị nhiễm, kể cả từ em bé dài tới người già, chúng ta bằng cách nào? Đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần kỹ năng giao giờ đi. Chúng ta chỉ cần hỏi thôi. Chúng ta hỏi câu gì? Trước giờ có bị nhiễm gì không? Chúng ta hỏi câu gì nha. Trước giờ có bị nhiễm thuốc gì không? Đang hỏi đó là có bị nhiễm thuốc gì không? Rồi đúng rồi, chúng ta cái câu thứ nhất chúng ta hỏi là từ trước tới giờ có dị ứng thuốc gì không? Chúng ta hỏi dị ứng thuốc cũng được, hay là chúng ta hỏi phản ứng thuốc cũng được, thì người dân họ sẽ hiểu hết, tức là thuốc có hỗn hợp với họ. Rồi thì như vậy chúng ta chỉ biết về dị ứng thuốc. Nhưng có những trường hợp người dân còn sống trong nông thôn, có bệnh gì đó thì tại bác sĩ ở tại ấp xã, hay là lại trạm y tế gặp y sĩ, hay là y tá hay điều dưỡng ở tại địa phương ở vùng sâu vùng xa điều trị, như vậy họ chỉ tiếp xúc được những loại thuốc thông thường thôi. Rồi bây giờ họ lên Cần Thơ, họ ra tỉnh gặp các em, rồi các em điều trị, các em cũng hỏi câu hồi đó giờ có bị dị ứng thuốc gì không? Bệnh không, nên tôi bị bệnh biết bao nhiêu lần bệnh rồi, mà tôi vào các cơ sở thầy thuốc, các cơ sở lang y, họ nói vòng, tôi chưa bao giờ chứng gì hết. Lúc đó chúng ta sử dụng một loại thuốc kháng sinh hệ mới, rồi là chúng ta cho bệnh nhân cái to như trong bệnh viện, còn ở phòng khám chúng ta thì có thể chúng ta cho cái to và chúng ta tiêm thuốc cho bệnh nhân, thì lúc đó bệnh nhân sử dụng thuốc đó và sốc thuốc sẽ xảy ra. Như vậy câu hỏi thứ hai để chúng ta hỏi tiếp về bệnh nhân này là chúng ta hỏi về cái gì? Câu đầu tiên chúng ta hỏi về có nhiễm thuốc gì hay không. Câu hỏi thứ hai chúng ta hỏi cái gì? Hỏi trước giờ có bị nhiễm gì không?
Như vậy câu hỏi thứ hai là chính xác em. Hỏi là từ trước tới giờ có dị ứng cái gì không? Ngoài dị ứng cái gì không thì đừng có chữ dữ là người ta biết liền nè. Rồi bây giờ tôi ăn cá biển vô là ngứa dữ dội. Đó, thì chúng ta biết là bệnh nhân này có cơ địa gì, dị ứng. Đó mà có cơ địa dị ứng như vậy rồi. Bây giờ chúng ta lỡ bệnh nhân đau nhất gặp chúng ta, chúng ta chích cho một mũi diclofenac. Chích vô xong, bệnh nhân bị phù kín mặt sưng dù mũi chán hai con mắt hai bên một mắt. Đó thì như vậy, người ta đã có cơ địa dị ứng rồi, chúng ta sử dụng thuốc dị ứng nữa thì chắc chắn cái chuyện phản ứng dị ứng nó sẽ dễ xa, rất là dễ. Đó là câu hỏi thứ hai, rất chính xác. Câu hỏi thứ ba, em có thể xin câu hỏi thứ ba. Ba 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 không có dưỡng gì trơn trọi, không dưỡng thuốc, ba không dưỡng bất kỳ gì trơn trọi. Tại vì đôi khi những thức ăn của người ta ăn, những cái gì người ta tiếp xúc, nó ở mức độ nhẹ. Nhưng mà chúng ta đưa một mũi thuốc chích diclofenac vô, và chúng ta đưa một mũi ketobicin vô, đó, thì nó lại khác. Cái nồng độ thuốc chúng ta nó lại khác với các loại người ta đã dưỡng thông thường trong thức ăn, trong tiếp xúc một chất. Rồi câu hỏi thứ ba là câu hỏi cuối cùng. Rồi cảm biến. Chính xác, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, đưa cho miệng nói cho các bạn nghe luôn. Em muốn hỏi là gia đình là của bệnh nhân ai bị dưỡng? Đúng rồi. Chúng ta hỏi về tiền sử gia gia đình. Nó chỉ cần chúng ta nắp được tiền sử gia đình cái như vậy là chúng ta đầy đủ ba cái câu hỏi để chúng ta mạnh dạn sử dụng thuốc. Nên chúng ta sử dụng thuốc không có lo lắng gì hết trơn rồi. Thành ra chỉ đơn giản thôi, em chỉ cần hỏi bệnh nhân ba câu hỏi như vậy thì chúng ta sử dụng thuốc sẽ không bị phản ứng thuốc. Nhưng ngày nay nó có một cái khó, Bộ Y tế chúng ta lại quy định là chỉ thử phản ứng thuốc đối với những thuốc Bộ Y tế bắt buộc thử, còn phần lớn những thuốc khác là không thử phản ứng. Đó, có một số còn danh mục khác loại thuốc thử thôi, còn một số thuốc không thử gì cả. Tôi lấy ví dụ một tình huống đã xảy ra cách đây 2 năm ở tại Bến Tre. Một bệnh nhân bị vuông cái ống sông niệu quản, bệnh nhân bị mổ ung thư bàng quang, thành ra đặt ống sông niệu quản ra da, đặt hai bên luôn đó. Và bây giờ vuông nóng, thành ra từ ở thôn quê chở xuống dưới tỉnh Bến Tre, và cái người chở là một bác sĩ chở ông già đi xuống dưới gửi cho bác sĩ ở Bến Tre. Bác sĩ Bến Tre thì chăm sóc rất là nhiệt tình, rất cẩn thận. Và đây là bạn mình, người ta sử dụng thuốc kháng sinh mạnh như vậy thôi, không có tên trong danh mục các thuốc thử phản ứng. Cái không đưa phản ứng thì điều dưỡng sử dụng thuốc có thử phản ứng không? Điều dưỡng thử test không? Không. Tại vì đây là thuốc mới mà Bộ Y tế không quy định thử phản ứng, bệnh viện cũng không đưa danh sách thử phản ứng đối với thuốc này nữa. Thế là thuốc này chích cho bệnh nhân này, chích vô xong chút xíu bệnh nhân chích ngay. Mà cũng xui, lúc chích thì bác sĩ này ổng đi đóng viện phí. Chích xong, điều dưỡng chích xong thì ông già nằm ở nhà dưới một người bà con của ông bác sĩ này. Đó, rồi thì thôi, giờ là xong. Thành ra ở nhà, người nhà không có biết ông này đang bị lên phản ứng thuốc hay bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc phản vệ hay là sốc cuốn. Nếu bác sĩ ở đó thì giờ không biết, ông sẽ nói bạn bè sử trí cấp cuốn gấp thì được, thì giờ cuốn sốc được. Còn hiện người nhà không biết gì hết, khi mà anh chờ đó, nó tới trình mà ông đuối, ông rơi vào tình trạng nặng của sốc cuốn thì lúc này chưa điều dưỡng lại, chưa bác sĩ lại thì cấp cuốn không kịp. Tới trình bác sĩ đó thì chi phí số thì 3 mất tiền. Nó thì đang em thấy nhiều lúc có thể là rất là khủng khiếp. Vì vậy ở mọi tình huống chúng ta phải cẩn thận. Dưỡng thuốc là một đáp ứng miễn dịch tức thì đối với tác nhân thuốc và hoặc tác dụng của thuốc.
trên người nhạy cảm. Tức là một bên là thuốc, một bên là người nhạy nhạy cảm. Từ nhạy cảm đây có nghĩa là cơ địa gì? Dưỡng. Có phải là chúng ta chỉ sợ người có cơ địa dưỡng mà thôi, còn người không có cơ địa dưỡng thì chúng ta chẳng có gì để sợ, chúng ta sử dụng thuốc cả. Dưỡng thuốc cũng dưỡng được hình thành theo cơ chế đáp ứng miễn dịch xảy ra sau khi sử dụng thuốc. Có nghĩa là thuốc vào cơ thể của người bệnh nhân xong thì hiện dưỡng xảy ra là do cơ chế đáp ứng miễn dịch, thành ra chúng ta có cái bài dưỡng lâm sàng. Những thuốc gây dưỡng thì chúng ta đặt hàng đầu vẫn là thuốc kháng sinh. Và thuốc kháng sinh là thuốc chúng ta sử dụng nhiều như cái điều trị cho bệnh nhân mà nó lại gây dưỡng rất là nhiều. Bên cạnh thuốc kháng sinh chúng ta còn có thuốc sinh phân, các dạng sinh phân chậm như thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, vitamin, thuốc an thần, vaccine, huyết thanh, thuốc đông y, thuốc kháng dưỡng, kể cả chai đạm truyền cho bệnh nhân cũng bị sốc. Nói chung rất nhiều thuốc để bị sốc. Thành ra trước khi chúng ta thực hiện khi lệnh điều trị, chúng ta nên nắm ba hậu mẫu như vậy, chúng ta sẽ an tâm hơn khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân. Về thuốc kháng sinh thì hệ liệt kê trong trình tự những thuốc gây sốc đi từ mức độ nặng cho tới mức độ giảm dần. Chúng ta có phenylalanine, ketotetra, sulfamide chậm, chlorpromazine, vancomycin, gentamicin. Gentamicin trước đây là một loại thuốc được sử dụng rất là nhiều các. Và khi bệnh nhân bị bệnh vào thì trong bệnh viện chúng ta chích thường chích cho bệnh nhân hai mũi. Một mũi thứ nhất là chúng ta chích mũi amoxicillin, lúc trước đây là ampicillin tiêm, và mũi thứ hai là gentamicin, là hai mũi để điều trị bệnh cảnh nhiễm trùng cho bệnh nhân vừa có răng ăn vừa có răng dương giảm huyết áp. Nhưng trong những năm gần đây gentamicin bị sốc dữ dội luôn, thành ra ngày nay gentamicin đã được hạn chế sử dụng. Thay vì gentamicin chúng ta sử dụng các kháng sinh thế hệ mới hay hơn mà ít sốc hơn, thành ra gentamicin bị đẩy lùi phía sau. Một số đặc điểm của dưỡng thuốc, thứ nhất là tính kháng nguyên không đồng đều giữa các loại thuốc, là do bản chất cấu trúc hóa học của từng loại thuốc riêng biệt. Thứ hai là phân tử lượng của thuốc. Thì các nhớ khác nguyên của chúng ta là phân tử lượng rất là cao gây dưỡng, nên là thuốc bản chất của nó phân tử lượng cực kỳ thấp. Mặc dù cực kỳ thấp như vậy rồi, nhưng người có cơ địa dưỡng thì lại có các globulin miễn dịch giúp cho các em gây dưỡng. Sự chuyển hóa của thuốc trong cơ thể và sự hình thành các sản phẩm trung gian và sự liên kết của chúng với thành phần protein trong cơ thể. Đó thì cảm thấy lúc đầu phân tử lượng của thuốc rất là thấp chút xíu thôi, nhưng mà khi nó vào trong cơ thể chúng ta nó chuyển thành sản phẩm trung gian và chúng lại liên kết với protein của cơ thể chúng ta, giống như trước đây khi năm thứ ba mình bà kem là penicillin, sau khi nó vào trong cơ thể chúng ta nó chuyển thành sản phẩm trung gian là penicillinosa, nó kết hợp với globulin ở trên người bệnh nhân có cơ địa dị ứng, thì lúc đó phân tử lượng nó cao lên và lúc này nó là thủ phạm để làm cho thành phần nhào nảy thuốc trình diện kháng nguyên, kích hoạt tế bào B sinh kháng thể gây bệnh thành nhiễm rất nhanh. Đó thì đó là cái do tính kháng nguyên của từng loại thuốc. Thứ hai do tính mẫn cảm chéo giữa các thuốc. Các thuốc có cấu trúc khoa học gần giống nhau như penicillin, ampicillin hay là sulfamide và cocain, nó sẽ tạo ra mẫn cảm chéo. Để lấy ví dụ như bây giờ, ampicillin là cái đi từ thế hệ của penicillin, mà chúng ta biết chúng ta sợ không dám sử dụng penicillin, chúng ta sử dụng ampicillin. Thì cũng vậy thôi, nó có tính mẫn cảm chéo với nhau. Rồi ngày nay ampicillin thì giờ ta ra thế hệ mới hơn ampicillin là amoxicillin, và đã phản ứng với ampicillin rồi thì chắc chắn sẽ phản ứng với amoxicillin, nó có tính phản ứng chéo với nhau trong cái nhóm của một thế hệ của nó. Về tính đa giá của những thuốc được thể hiện những mức độ khác nhau, một loại thuốc sẽ gây ra nhiều triệu chứng lâm sàng và một vài chứng lâm sàng có thể do nhiều loại thuốc gây ra. Và lấy ví dụ như penicillin có thể gây ra sốc phản vệ, gây bệnh huyết thanh, viêm da tiếp xúc, hen, đỏ da, tổn thương. Và ngược lại sốc phản vệ không phải chỉ do một mình thuốc kháng sinh mà còn do rất nhiều yếu tố khác dẫn đến sốc phản vệ bên cạnh thuốc. Người bệnh dưỡng thuốc thường kèm theo dưỡng những dịch khác như dịch thời tiết, những thức ăn, thì đó là tại sao chúng ta cần phải hỏi người ta trước. Người dưỡng thuốc thường kèm theo những dịch khác như là dịch thời
thiết dưỡng thức ăn thì nó khác hơn. Người dưỡng thuốc là người có cơ địa dị dị ứng, là cảm thấy dễ nhiễm nhiều thứ khác nhau. Thành ra dùng thuốc của chúng ta vào là họ sẽ những ngày nếu thuốc chúng ta là thuốc gây nhiễm. Về yếu tố di truyền, cơ địa, thể trạng, dị ứng của người bệnh cách sử dụng thuốc, có thành ra chúng ta hỏi về di truyền, chúng ta xác định được cơ địa để tạm dưỡng luôn, có thành ra chúng ta phát hiện được. Thành ra lần lượt chúng ta có ba câu hỏi như vậy sẽ giúp cho em dễ dàng đánh né những tai biến của thuốc, sốc thuốc xảy ra, đặc biệt là sốc hen rồi. Còn về cơ chế dưỡng thuốc thì bất kỳ thuốc nào cũng có thể gây nhiễm. Như thì trình bày em trong lần thứ ba, phân tử thuốc của chúng ta, phân tử chúng ta là haptan, rồi thành phần dưỡng ứng thuốc khác đó là protein. Thì ví dụ như cái chai đạm truyền của chúng ta hay là chúng ta truyền plasma cho bệnh nhân, thì như vậy chúng ta sẽ đưa protein và haptan vào và lúc này nó gặp cơ địa dưỡng. Tức là người bệnh nhân đang có sẵn TGE, có sẵn globulin để bắt haptan này, và đồng thời người này đã có sẵn tế bào delta thể nhớ, chính anh thể nhớ này nó sẽ kích hoạt quá trình sản sinh kháng thể từ tế bào delta bên bệnh nhân và từ đó tạo ra phản ứng trên lâm sàng của người bệnh nhân. Thuốc kết hợp với phân tử protein kích thích dưỡng tức thì với IgE một dưỡng muộn với tế bào delta T, thì chúng ta có cái sơ đồ cơ chế như thế này. Đầu tiên khi thuốc đi vào cơ thể chúng ta, thuốc đầu tiên vào cơ thể chúng ta thì lúc này tế bào sao chúng ta đây, tế bào sao chúng ta nhào vào bắt bản chất đó là tế bào đại tượng bào, nó bắt thuốc xong rồi thì đi trình diện cho tế bào T trình tiết. Các kinh tiết là test 0, tức là test mà từ hồi đó tới giờ chưa bao giờ chiến đấu, không mới được sinh ra từ, không mới được trưởng thành, mới được tốt nghiệp ở tại cái lớp đưa ra thôi, chứ chưa bao giờ nó biết gì cả. Và bây giờ nó được trình diện về tế bào hình sao này và nó nhận định đây là thuốc, nhận định là thuốc xong rồi thì tế bào TH này nó mới phóng ra kim tẹt lên tuyên bố. Kinh tạc lên kinh bố thì nó lại giúp cho một tế bào TH khác, tế bào TH khác nó hùng mạnh hơn, TH khác mạnh hơn, thì nó khác hơn là từ tế bào TH0 này, TH0 này nó sẽ chuyển thành kích hoạt thành TH2 thông qua kinh tạc lên kinh bố. Tại vì nó sẽ có hai dạng TH, TH1 và TH, TH2, thì TH2 này sẽ được kích hoạt từ ban đầu từ TH0 này. Đó, thành ra sau khi được kích hoạt xong, cái này sẽ biết được là đây là thuốc. Và ngay từ điểm đó thì tế bào lympho chúng ta ở đây nó cũng đã được bắt, nó đã bắt được thuốc rồi, nó bắt được thuốc vô đây rồi, cũng lại trình diện lần thứ hai nữa cho tế bào TH2 này. TH2 này nó được sự kích hoạt từ TH0 rồi, do đó TH2 này anh biết đây là thuốc rồi. Vì vậy anh sẽ kích hoạt tế bào hepatitis B bị quá trình tương bào, bị quá trình tương bào, từ đó tương bào mới sản sinh ra kháng thể, và kháng thể sinh ra đây là kháng thể IgE. IgE có cái đuôi Fc thái được rất là mạnh đối với một thể thần kinh mạch tế bào mát, vì vậy nó gắn lên xong thì nó sẽ kích hoạt phóng với cái không gian. Em nhớ phải luôn luôn có hai kháng thể IgE cùng bắt một epitope của kháng nguyên, cùng bắt một kháng nguyên gắn lên cụ thể nằm trên mặt tế bào mát, sẽ phóng ra quá chất trung gian. Nó phóng ra quá chất trung gian như thế này thì dẫn đến các cái vai trò đó. Thứ nhất vai trò của nó là tăng tính thấm thành mạch, thứ hai là co thắt cơ trơn, thứ ba là sự thấm nhuận của các tế bào bạch cầu đến cái vùng mà xảy ra tình trạng dữ này. Và theo gieo và tâm thì chúng ta có phân loại miễn dịch bệnh lý của dưỡng thuốc thành là bốn loại hình. Loại hình thứ nhất gọi là dưỡng thức thì, dưỡng thức thì tức là chúng ta thu được sốc phản vệ là phản vệ mạnh nhất, nặng nề nhất, thì kết hợp với đai của phim thì chúng ta có nhiều ví dụ nhiều thuốc đó phải lấy hai loại thuốc, một là nhóm beta lactam, hai là insulin. Tôi chỉ phải lấy insulin cho các em thấy insulin rất đơn giản thôi,
nó chỉ là một cái nỗi tiết tố tiết ra từ tế bào bê tông của đậu vị. Trước đây insulin chỉ sử dụng điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1, nhưng ngày nay sau cái thành công của nghiên cứu sử dụng insulin trên người bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, thành ra bây giờ insulin được sử dụng, insulin tiêm được sử dụng gần như phổ biến trên phần lớn tất cả các bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt đái tháo đường ở Việt Nam. Có thể nói một cái chuyện rất là đau buồn, chúng ta em biết là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì theo bác sĩ số 1, bác sĩ số 1 sử dụng các loại thuốc đái tháo đường tiếp 2 này là các loại thuốc chủ yếu đái tháo đường tiếp 2 là sử dụng các loại thuốc để làm cải thiện sự nhạy cảm của thụ thể thần kinh mạc tế bào đích đối với insulin. Đó thì bác sĩ số 1 sử dụng các loại thuốc này. Ví dụ một thời gian sau, cái sự nhạy cảm giảm đi, tính lời thuốc hiện lên. Cái bệnh nhân chê bác sĩ số 1 đi sang bác sĩ số 2. Bác sĩ số 2 lại sử dụng lại thuốc cũ đồng thời cộng thêm một số thuốc mới dùng. Đó. Và cứ nhồi lên như vậy, cuối cùng thuốc bệnh nhân sử dụng, thầy thuốc chúng ta sử dụng cho bệnh nhân lần thuốc gần hết. Lần thuốc gần hết, thành ra khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân tới cái liều cao nhất của liều đã có được tiếp 2, bệnh nhân không hiệu quả, không cải thiện được đường huyết. Đó thành ra từ chỗ đó mà hiệp hội đái tháo đường thế giới họ thấy tình trạng sử dụng lạm dụng thuốc đái tháo đường tiếp 2 quá rầm rộ trên toàn thế giới, đặc biệt Việt Nam chúng ta rất dữ dội. Tại Việt Nam chúng ta là lực lượng bác sĩ tư đã đầy hết trơn đó, và hầu như điều trị vô tội phạm bệnh nhân. Một cuốn sổ theo dõi bệnh nhân đái tháo đường, bác sĩ này điều trị thuốc này, một cuốn sổ theo dõi đái tháo đường, bác sĩ kia điều trị thuốc kia, và nó ứng với như vậy, bệnh nhân giải cóc từ bác sĩ này sang bác sĩ này như một cái vòng tròn xoắn lại với nhau. Nó bệnh nhân khác cũng dữ dội. Rồi do đó mà hiệp hội đái tháo đường mới phát hiện ra được, mà họ nghiên cứu phát hiện được là sử dụng insulin ngoại sinh tiêm cho người đái tháo đường tiếp 2 là cải thiện được đường huyết cấp tốc. Có nghĩa là cái cụ thể nhìn insulin trên mạng tế bào người đái tháo đường tiếp 2 bây giờ nó không có chịu nhận insulin ngoại sinh mà đưa insulin lạ bên ngoài vào thì nó chịu. Thế là cải thiện được đường huyết, là sự lạm dụng hiện lên, lạm dụng hiện lên thì insulin được sử dụng rất là rộng rãi. Thì đưa insulin lên để cho các em thấy insulin nó có khả năng dị ứng rất là dữ. Dị ứng đến loại mức độ 1 nghĩa là có khả năng gây sốc phản, phản về khả năng tử vong rất là cao. Vì vậy thì khuyên các em sau này chúng ta đi làm, chúng ta đi làm rồi khi mà chúng ta về nhà hoặc là chúng ta mở phòng khám, rồi người nhà hay người quen gì đó nhờ em bác sĩ ơi, em chích giùm chị một mũi đi insulin, chị không biết cách chích đó. Bắt đầu chúng ta cũng nhẹ nhàng, chúng ta lấy, chúng ta chích giùm, chích vô xong cái bệnh nhân lên sốc phản vệ, thế là con em lôi động chúng ta đi theo bệnh nhân đó. Để ra xử, mỗi lần xử chúng ta phải đi theo, mỗi lần xử chúng ta phải đi theo. Thành ra em phải cẩn thận khi sử dụng insulin tiêm trên bệnh bệnh nhân. Đa số bác sĩ rất là khôn, các bác sĩ chuyên về điều trị những bệnh nhân đái tháo đường thì sao, cho cái to, cho cái to, cho xong bệnh nhân mua xong bệnh nhân sắc đi đâu tiêm mặc kệ, chứ bác sĩ đâu có tiêm không có tiêm. Thành ra bác sĩ đẩy đi tùm lum đó, rồi bác sĩ khác ở địa phương đặc biệt bệnh nhân lên thực hiện điều trị xong cái đem thuốc về cho thôn quê, thôn quê phải nhờ bác sĩ thôn quê chứ. Bác sĩ cũng quên chết xong, sắp phản về bác sĩ cũng quên lại. Thật ra em cẩn thận chỗ insulin. Lần thứ hai là gây độc tế bào. Gây độc tế bào cũng là giết chết tế bào. Thì chúng ta có trong thứ máu tác huyết là xuất huyết giảm tuyến cầu. Ví dụ như thuốc metinoba. Lần thứ ba là thuốc bột chỉ định các nguyên thể lắp đầu. Thì chúng ta có các thể khác là lympho, các cơ bệnh nước thanh là viêm mạch. Lần thứ tư nhiễm muộn là tình trạng xảy ra do sự tham gia. Ba lỗi trên này là do sự tham gia gây bệnh cảnh ở các vùng dịch thông qua các thể. Lỗi thứ tư thì nó gây bệnh cảnh các vùng dịch thông qua tế bào TC là nó chậm hơn. Ví dụ chúng ta cho bệnh nhân sử dụng kem cọt thì biết gây viêm da tiếp xúc. Nhiều cơ sở sản xuất kem hay mỹ phẩm của chúng ta để phục vụ cho quý bà thì để hiệu quả điều trị bụng được nhanh, các cơ sở đó đều pha bọt thì tinh dầu này.
Thành ra cái bệnh nhân, cái người tiêu dùng họ mua và người sử dụng sức nạp thứ nhất là cái da mặt láng nhanh, đặc biệt còn tiêu biết thì nó xóa mụn được nhanh và làm láng da mặt cũng nhanh, rất bóng da mặt luôn đó. Và cứ như vậy là thứ nhất sử dụng ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cứ một tuần da mặt rất là đẹp, nhưng lại tiếp tục sức nữa một tháng sau tự nhiên da mặt đang đẹp như vậy bắt đầu nổi mụn rộp đều tất cả mặt luôn, cứ nó tròn đều da mặt, tức là xuất hiện tình trạng dị ứng vì nước thuốc này, dị ứng kẹt vào thị trường. Đa số quý bà là dị ứng cọt tiết rất là nhiều do sử dụng kem có pha cọt tiết, và khi sử dụng như vậy bởi vì nó tác dụng chậm mùn, do đó phải cả tháng thì bắt đầu mới được mọt tác rồi. Sau này kem đã bác sĩ kem điều trị những trường hợp này rất là dễ, rất thật là phương tiện bệnh nhân rất là xưa. Dưỡng thuốc có thể là một trong bốn chất dưỡng theo cách phân bổ của xem vào tâm chúng ta và sau. Sang viêm lâm sàng. Viêm lâm sàng thì viêm toàn thân. Của dưỡng thuốc viêm toàn thân là chúng ta có trình tự liên quan là sốc ăn về, còn là hạ huyết áp, sốt, viêm mạch xương hạch hay là bệnh huyết thanh. Còn đối với các cơ quan chúng ta có cơ quan da, phổi, gan, tim, thận, máu, tiết hầu, hồng hết cơ thể chúng ta. Về da là cũng chất nhất, dưỡng thuốc thông thường viêm mùi da. Đặc biệt nhanh lẹ nhất là người đai, sau đó là phụ kinh. Phụ kinh thì thường phụ hai con mắt, sau khi sử dụng thuốc xong thì hai con mắt bệnh nhân bắt đầu nó mỏng nước ra y như bị bọc, bọc phù lên con mắt, bạn lút được cái hai con mắt mi chút xíu, mở con mắt ý đi ra thôi. Em nhìn vào y chang như người bị bọc, có người thì bị một con mà đa số là bị hai con mắt đó. Rồi có người thì nó phù cái môi chậm dần, mũi chán lên, mỏng nước lên như là cái môi bị phỏng vậy. Sẵn với viên da tiếp xúc mẫn cảm, ánh sáng đỏ da toàn thân nên cả người đều đỏ hết da, hồng ban nhiễm sắc cố định hay là hội chứng Stephen Johnson, hội chứng Leon. Còn về phổi thì bệnh nhân sẽ khó thở, và viêm phổi nang thì khó thở, không biết tại sao phổi khó thở rồi thì việc histamine sẽ gây co thắt cơ trơn khí phế quản. Rồi bệnh nhân sẽ bị viêm da, ở gan thì gây viêm gan, tổn thương tế bào gan, tim thì viêm cơ tim, xuống thận thì viêm cầu thận, rồi chứng thận hư. Rồi máu thì có ban xuống huyết, những cầu cứ máu tăng huyết giảm bệnh cầu thông tin. Thì các tổn thương da, phổi, gan, tim và thận máu này, nó người ta thống kê ra trong các trường hợp dưỡng mà cái điều từ tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 và tiếp 4, chúng ta mới thu được cái hình da, phổi, gan, tim, thận máu này. Chứ không phải một lần dưỡng thuốc là điều hiện hơn các triệu chứng ở đây hết, không phải không? Rồi giờ ta lần lượt tìm hiểu thứ nhất mày đai. Mày đai là viêm đầu tiên hay gặp do dị ứng thuốc. Các loại thuốc đều có thể gây mày đai như là kháng sinh, huyết thanh, sinh kháng, thuốc kháng viêm, giảm đau, hạ sốt. Và sau khi dùng thuốc từ 5 đến 15 đến 10 phút sau, thì bệnh nhân cảm giác nóng bừng ngứa và trên da mỗi ban cũng sưng phù. Và cái sẵn có màu hồng xung quanh miệng đỏ hình thành tròn hồi trục to bằng hạt đậu đồng xu, nhưng cũng có thể liên kết thành từng mảng càng gãy càng tiến triển nhanh và càng lan rộng ra, thì đó là người đại. Trường hợp này kèm theo đau bụng, đau khớp, chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu, mệt mỏi, sốt cao. Có thể xem cái hình ảnh mày đang nó rất dữ, nó lan ra, và thường nó lan ra thì nó lại đưa khoảng trống vào chính giữa. Và vì cái chỗ mà nó lan và nó đưa ra khoảng trống chính giữa, thành ra đôi khi có một số bác sĩ chúng ta lầm là cái gì khác. Chúng ta, người bệnh nhân lợi chúng ta điều trị, bệnh nhân không biết thì bị những cái dấu hiệu biết lợi chúng ta. Thì chúng ta nhìn thấy có cái sáng thương là nó chính giữa thì nó lạng da, ở ngoài thì nó lại vòng vòng lên. Cái thay vì điều trị dữ, chúng ta sẽ có nhầm. Chúng ta cho rằng bệnh nhân đang bị hắt lại tức là lát tác động đồng tiền đó. Bệnh nhân có nổi nhiều chỗ, tự nhiên bệnh nhân ngứa đây, nhưng khi bệnh nhân giặt cái áo lên thì chúng ta thấy cái chỗ này ngứa xong cái chúng ta thấy như thế này một bệnh vậy thôi, chúng ta cho rằng lát đồng tiền. Cái đè con ta điều trị do sức cho thuốc điều trị lát rồi
cho sức em điều trị lại. Mà trong khi bệnh nhân đang nghỉ gì nữa, thành ra hình ảnh này chúng ta dễ nhầm. Rồi thông thường thì nó nổi sẵn to rung lên, vì đây chúng ta dễ thấy hơn. Thì đây là đôi môi của người đẹp da đen. Có thể xem thấy đôi môi của phụ kinh gì. Đó thì đó là đôi môi của phụ kinh đang cho mình không biết. Đó là phụ kinh xuất hiện nhanh ngay sau khi dùng thuốc ở những vùng da mỏng, môi, cổ, quanh mắt, mũi, các chi bộ phận sinh dục. Ở bộ phận sinh dục cũng bị phản ứng nữa kìa. Bệnh nhân của thầy ở bệnh viện lúc trước thì thầy có sử dụng thuốc cho bệnh nhân ở tại bệnh viện, thì em biết là sau khi cho bệnh nhân trước đây chúng ta có sử dụng loại thuốc là Cofinfo hay là Bactrim và cái tên sau này tôi gọi là Cifatrim. Đó thì các loại thuốc đó trước đây là những loại thuốc điều trị các thuốc cực mạnh kết hợp cùng với ampicillin và amoxicillin, nhưng mà nó sốc quá nhiều đi, dùng thuốc quá nhiều đi, người ta ngày nay nó rất hạn chế sử dụng cái nhóm Bactrim. Thì bệnh nhân thầy ở bệnh viện sau khi điều dưỡng cho bệnh nhân phát thuốc xong, bệnh nhân uống vô xong thì bệnh nhân mới chạy lại gặp thầy ở trong phòng khám của bệnh viện, có thể làm ở bệnh viện. Thì bệnh nhân nói bác sĩ ơi, sao kỳ quá vậy, đây là bệnh nhân nam, sao kỳ quá, ở cái ấy của em nó kỳ quá bác sĩ ơi, nó ngứa dữ lắm. Bệnh nhân không ngứa đâu, chứ mà ngứa cái chỗ đó thôi. Đó thì bắt đầu mới đem vô phòng trong, kéo màn lại và quan sát cảm biết ở cái quy đầu bệnh nhân có nổi một cái gì mỏng nước. Hồi nãy các tưởng tượng hồi nãy là cái môi ông da đen đó, bây giờ nguyên cả một quy đầu mỏng nước đổ lên như là quy đầu bị mỏng nhanh như vậy nè. Chỉ uống một chút xíu, một viên thuốc trong đó chỉ uống bắt tim thôi, uống cái kho thôi, uống vô chút xíu sao như vậy, tức là nó bị phù kinh ở bao quy đầu, rất là khủng khiếp. Nó kích thước phù kinh thường to, có khi bằng bàn tay, nếu ở gần mắt thì là mắt khiếp lại. Nó môi là môi sưng to biết vậy. Mọi giác phù kinh thường bình thường hoặc phòng nhạc, đôi khi phù hợp với mày đây. Trường hợp phù kinh ở họng, thanh quản có thể làm bệnh nhân nghẹt thở, ở ruột dây này gây đau quặn ruột, ở não gây nhức đầu. Đó thì phụ tiên là chúng ta chỉ có dễ nhất, hãy thấy mỏng nước bung bự lên nó phụ tiên. Rồi sốc phản vệ là cái chúng ta sợ nhất, là chúng ta sợ chúng ta sẽ tiêu kiệt bệnh nhân sẽ tử vong. Đó là chúng ta sợ như vậy thôi. Nó là tai biến diễn nghiêm trọng nhất, dễ gây tử vong. Trước đây thì sốc phản vệ chúng ta chẩn đoán theo kiểu khác, bây giờ Bộ Y tế chia sốc phản vệ thành hiện tượng phản vệ thì trình bày các bài hiện tượng phản vệ sau. Thuốc có thể gây sốc phản vệ như tất cả các thuốc đó, rất nhiều thuốc. Bệnh cảnh lâm sàng sốc phản vệ xảy ra sau khi dùng thuốc từ vài giây đến 30 phút. Các bạn sốc xảy ra chỉ vài giây thôi. Sau khi chúng ta tiêm một cuộn thuốc vào mông bệnh nhân, hoặc sau khi chúng ta tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân, sau khi chúng ta cấp chai dịch truyền đạm cho bệnh nhân, nó vừa dịch truyền đạm vừa mới chảy vô một chút xíu sau, bệnh nhân lên cơn sốc phản vệ liền cực kỳ nhanh. Nó chỉ vài giây thôi, thành ra đôi khi chúng ta trở tay không có kịp. Nhưng mà trở tay không kịp thì chúng ta sẽ bị giám đốc mời chúng ta lên trên phòng giám đốc nổ nước cà. Nước cà làm gì? Để kiểm tra tử vong. Tại vì bệnh nhân chúng ta điều trị bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân thường khởi đầu bằng cảm giác bồn chồn, quặn thốt, sợ chết. Ngay sau đó xuất hiện nhanh các triệu chứng ở một hoặc nhiều cơ quan như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, da, ví dụ như mạch nhanh nhẹ, khó bắt, gấp tuột hoặc không đo được, khó thở, ngứa ra khắp người, đau quặn ruột, tiêu tiểu không đi được. Ở trên người bệnh nhân có người rất là lạ, sau khi sử dụng thuốc chúng ta xong thì triệu chứng khởi đầu của sốc phản vệ của họ là đau quặn ruột và họ chạy riết vô cầu. Đau quặn ruột thì lại đi tiết cầu, triệu chứng như vậy thôi, tiết cầu xong ra đeo lên giường sốc phản vệ hiện lên. Lạ là ở trong bệnh viện thầy gặp một ca như vậy đó,
sau khi mà điều dưỡng chích thuốc cho bệnh nhân xong, cái nhà nói là bệnh nhân đau bụng thể vô đi cầu xong thể ra lên giường sốc sốc cái điều dưỡng cho bác sĩ là cấp cứu thể là xử lý bệnh nhân cấp cứu sốc bệnh viện đó. Đó thì triệu chứng đau bụng là triệu chứng thầy rất là nhớ tại vì nó ngay ca của thầy. Thể bất cấp bệnh nhân hôn mê ngạt thở rồi bỏng tim mạch ngừng tim và tử vong sau vài phút. Nó thành ra chúng ta sợ nhất có thể là diễn ra sau khi tiếp xúc với thuốc chỉ vài giây thôi, đó là thể khó khăn chết rất nhanh chứ chúng ta xử lý không kịp. Rồi chúng ta chuyển sang chứng mất bạch cầu hạt xuất hiện ngay sau khi chúng ta sử dụng một số thuốc như vậy. Bệnh nhân sốt cao đột ngột, sức khỏe giảm sút nhanh, loét hoại tử niêm mạc mắt, miệng họng, cơ quan sinh dục, viêm phổi, viêm tắc tĩnh mạch, nhiễm trùng huyết và tử vong. Mất bạch cầu hạt tức là chúng ta mất đi bạch cầu đại nhân trung tính, bạch cầu đại nhân thái, thái con kể cả thái tiền mà chúng ta sợ nhất là mất trung tính. Cũng tức là mạnh nhất của chúng ta trong sức chiến đấu thì nó mất nó dễ bị các bệnh cảnh này không? Hoặc là bệnh lý huyết thanh là một loại tai biến những thường gặp gây ra cho chúng ta sử dụng một số thuốc đó. Bệnh xuất hiện từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 14 sau khi dùng thuốc. Tức là nó phản ứng chậm, nó đi rất là chậm. Bệnh nhân mệt mỏi cho em mất ngủ buồn nôn đau bớt sưng nhiều mặt sốt cao 38.9 độ C gan to hơn bình thường mày đầy mỏi khắp người. Đơn giản là khi chúng ta ngừng thuốc thì bệnh nhân hơn. Vậy con thấy nó xuất hiện chậm, thành ra ngừng thuốc thì nó tự tăng biến dần đi. Vì viêm da dị ứng thường xảy ra nhanh ít giờ sau khi tiếp xúc với thuốc, nhưng tổn cơ bản là mụn nước kèm theo vết ngứa và tiến triển qua nhiều giai đoạn. Thì viêm da thì trình bày cái bài viêm da sau. Ngứa thường dữ dội, nổi ban đỏ, mụn nước, phù này, các vùng da ở và tiếp xúc với thuốc. Đó da còn hơn là do các loại thuốc như penicillin, amoxicillin, nói chung các loại thuốc nó sẽ gây đổi da còn thân. Bệnh cũng xuất hiện chậm 2-3 ngày sau khi dùng thuốc, trung bình 6-7 ngày, đôi khi 2-3 tuần sau khi dùng thuốc. Cái trường hợp này thì nó xuất hiện chậm, nhưng mà nó gây đổi da còn thân và khó chúng ta không xử lý sau này. Bệnh nhân ứa khắp người, sốt cao, rối loạn tiêu hóa, nổi ban, tiến triển thành đổi da còn thân, trên da có khỉ trắng, tích lúc không đều. Tôi hạt phấn nước hạt dừa, các kẻ tay, kẻ chân, nước chảy nước vàng, đôi khi bộ nhiễm có mũ. Thành ra khi người ta đến, chúng ta chậm, bởi vì những tiếng nó xuất hiện chậm. Và bệnh nhân ngứa, bệnh nhân gãi, gãi thì mỏi, bộ nhiễm. Và đây là một trường hợp mà thầy thuốc chúng ta dễ bỏ sót, chúng ta đã không nghĩ đó là dữ. Chúng ta cứ điều trị theo một kiểu như một viêm tiết tan, tăng đỏ. Có trải trải như lưu bít băng đỏ, tại đây chúng ta cứ điều trị thuốc theo lưu bít băng đỏ thì không hơn. Vì vậy mà ngày nay để phân biệt được trường hợp đỏ da còn hơn với lưu bít băng đỏ, bắt buộc chúng ta nghi ngờ, chúng ta phải tìm kháng thể kháng kháng nhanh để chẩn đoán xác định đó là lưu bít băng đỏ hay không. Trường nào không phải lưu bít băng đỏ, chúng ta sẽ điều trị tích cực cho đỏ da còn hơn. Hội chứng Steven Johnson là hội chứng hồng ban đa dạng có bọng nước, là do các thuốc như penicillin, streptomycin hay là sulfamid chậm